Ngọc Đan Thanh và Chí Tâm xin kính chào quý khán thính giả. Kính chúc quý vị luôn được nhiều niềm vui, an bình và hạnh phúc. Chí Tâm xin kính chào tái ngộ đến quý vị khán thính giả. Happy Valentine, chào Ngọc Đan Thanh. Happy Valentine, chào Chí Tâm. Hôm nay thì mình sẽ nói về đề tài gì đây? Hôm nay là ngày 14 tháng 2 dương lịch, rớt vào ngày Valentine mà cũng mới qua 2 ngày, cái ngày mà ông Táo đi về trời đó. Ông Táo thì đã về trời rồi, 23 tháng Chạp vừa qua. Mà chúng ta sẽ mời quý vị khán thính giả thì ít ra ông Táo cũng đi 2-3 ngày mới tới trời được chứ. Thành ra chúng ta sẽ mời quý vị khán thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Tơ Đồng qua đề tài Táo Tình Yêu. Táo Tình Yêu? Wow, đề tài này lạ nghe. Love Apple. Ngày Valentine là ngày lễ tình nhân Valentine. Tháng 2 năm nay thì có nhiều niềm vui lắm, lại sắp đón một cái Tết nguyên đáng nữa rồi. Chúc mừng đến những người đã yêu nhau, đang yêu nhau và sắp sửa yêu nhau. Đối với trẻ con học ở các trường ở trên đất Mỹ thì quan điểm của các em lại khác. Valentine đâu có cớ gì đâu, phải chỉ dành cho người lớn thôi, là những người yêu nhau thôi. Phải rồi. Cái tình á, là tình, đây là tình cảm giữa con người với con người, giữa học trò đối với cô giáo hay là cô giáo đối với học trò, tình bạn học với nhau, tình bạn thân thiết cũng có thể tặng quà cho nhau nhân ngày lễ tình nhân Valentine đó. Lần trước thì mình có nói đến chữ tình. Tình là một trạng thái biểu lộ tình cảm bằng con tim, bởi vì nên chữ nho có cái bộ tâm ở bên phía trái và cái chữ thanh ở bên phía tay mặt. Chữ tâm thì người ta biết là biểu tượng cho trái tim rồi, có phải không? Còn thanh là biểu tượng cho màu xanh hay là sự trong sạch. Nên trong bài hát Tình Đầu hay Tình Cuối của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lại có cái câu là khi yêu nhau trái tim ta màu xanh. Phải không? Tình là tình cảm giữa những người yêu thương nhau, tình gia đình, tình thầy trò, tình bè bạn cũng là tình. Nói chung là chữ tình rất là đẹp nếu như tình đó là một thứ tình trong sạch thanh cao. Cố nhạc sĩ Văn Phụng định nghĩa về chữ tình và hễ có tình là có yêu. Nhạc sĩ Văn Phụng còn cho rằng tình là một chuyện muôn màu, thấy không? Tình là một chuyện muôn màu, tình là mình hạnh phúc thật màu. Tình là một bài thơ sầu, tình là mình thành nhớ thương nhau. Tình đẹp từ mùa thu vàng, tình mình nhiều mong ước miên man. Tình là một chuyện huy hoàng, tình là mình thành nhớ hoang mang. Yêu nhau khi xuân tươi thắm, yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn. Yêu nhau trong bao tia nắng, yêu nhau trong ánh trăng mơ màng. Yêu nhau khi sương thu rơi, yêu nhau khi hoa lá xanh tươi. Yêu nhau khi mưa đông rơi, yêu nhau mãi suốt đời. Nhiều đó thì cũng đủ cho chung vui trong cái ngày lễ tình nhân rồi. Bây giờ mình nói đến táo. Táo tình yêu. Táo tình yêu đi ha. Táo thì cũng yêu dữ dội lắm đó chứ. Là chuyện tình yêu của bà Táo dành cho hai ông Táo đó chứ gì, phải không? Đúng rồi. Bà Táo này thì cũng yêu nhiều lắm. Cũng đào hoa lắm đó. Yêu một lượt tới hai người lần đó. Sự tích trong bà Táo như thế nào á thì bây giờ mình kể lại cho quý khán giả nghe nha. Chuyện cũ tích xưa kể về hai ông bà Táo. Trong dân gian có truyền thuyết là ngày xưa có hai vợ chồng trồng cao, với thị nhi không có con nối dòng. Lấy cớ đó mà nhiều lần men say đánh vợ giận chồng, nên thị nhi mới bỏ nhà ra đi đôi khác xa đà. May được Phạm Lan giúp đỡ nàng áo cơm, trải ba trăng lửa rơm bén đường mà, rồi họ kết thân thành nghĩa vợ thành chồng. Phần trọng cao khi tỉnh giấc men nồng, hối hận quyết lòng đi tìm vợ khắp nơi. Nhưng dòng đời như bông chim tầm cá, trọng cao lang thang đến hết bạc tiền tung thiếu, nên đành phải hành khất xin ăn hầu mong gặp vợ để chuộc lại lỗi lầm. Thế rồi vào một bữa nọ,
chồng cao xinh năng tại một ngôi nhà. Bà chủ đem cho cơm cho cá dưa cà, thương tình giúp đỡ cho kẻ xa cơ. Trọng cao cảm ơn ngước lên tạng mặt, thì cũng bàng hoàng khi thấy được nét thảm thương của người chồng cũ. Trọng cao sửng sốt khi biết là thì gì. Cầm tay tuổi tuổi mừng mừng, thì nhi cũng hậu đãi người chồng năm xưa. Trọng cao nhận lỗi do mình, thì nhi bài tỏ cánh tình cớ treo. Câu chuyện đời xưa về hai ông bà Táo đó đã được nhạc sĩ Minh Lời sáng tác thành bài hát này qua thể điệu Xuân Tình. Điệu này là điệu Xuân Tình trong một trong sáu bài bản Bắc. Hai lớp thì lớp 1 và lớp 4 trong cái bài Táo này. Vừa rồi là lớp 1 có 14 câu, lớp 4 thì có 8 câu. Sau đây là tới phần lớp 4 để nói cái phần hậu sau này như thế nào. Thì khi mà Thị Nhi gặp Trọng Cao rồi đó, thì mới qua tới cái cảnh mà người chồng sau trở về nha. Rồi bỗng đâu người chồng sau của Thị Nhi trở về, kêu cửa dở dở ấy tư bề. Thị Nhi liền bảo Trọng Cao ấm mặt, nhanh chân chui trốn vào đống rơm. Phạm Lan vào nhà chợt nhớ lại rằng ngày mai phải bón phân cho ruộng, liền ra đốt rơm để lấy phân tro. Trọng Cao chết cháy Thị Nhi ân hận, liền nhảy vào lửa chết theo cho tròn đạo. Phạm Lan hốt hoảng cũng lao vào lửa chiếu, cũng bị ngọn lửa hồng thiêu cháy thành than. Hoàng thiên cảm động sự tình, phong cho ba người làm chức táo quân. 23 tháng chạp là ngày, ông bà Táo về trời trình tấu với hoàng thiên. Đó, hai ông một bà. Thành ra mình người ta mới kêu là hai ông bà. Hai ông bà Táo. Rồi bây giờ mình đọc sớ Táo Quân để kể chuyện một năm vui buồn lẫn lộn cho bà con nghe nha cô ba. Bây giờ mình sớ Táo đây, đây nha. Sớ Táo Quân giờ đây. Giờ chị Tâm đọc trước nha. Dạ. Đó. À, dạ 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 khởi bẩm Ngọc Hoàng, Táo Chi Tâm Kali Mỹ Quốc cùng Táo Ngọc đang thanh trong tiếng tơ đồng. Dù thiếu một ông cũng về trình tấu, Ngọc Hoàng hiểu thấu tình cảnh nhân gian. Một vợ hai chồng là điều phạm pháp, người ca người ngáp cũng chỉ có hai. Thỉnh thoảng khách mời thì thêm phần sơm tụ, lóc ca lóc qua cốc và ngựa chạy đường xa. Kính chúc muôn nhà an khang thịnh vượng, quý bậc trưởng thượng phước lộc sông toàn. Thọ tỷ Nam Sơn vui cùng con cháu, ất mùi lai đáo giáp ngõ lên đường. Mang chuyện buồn thương chở đi đổ hết, cho ba ngày Tết vui hết trọn năm. Ngọc đế xa xăm trời cao vời vợi, một năm mong đợi sớ Táo trần gian. Report cho Ngọc Hoàng sự tình trái đất. Nhân loại than rằng trời không có mắt, nên chẳng thấy dùm ngày 8 tháng 3 xảy ra chuyện lạ một chiếc máy bay. Ba con số 7 của hãng Mã Lai trên một chuyến bay 239, hành khách phi đoàn bay đâu mất tích. Các nước thi nhau đi kiếm khắp vùng vẫn không tìm thấy. Việt Nam cũng đứng dậy nổi máu anh hùng, kéo phi hành đoàn bay ra biển lớn. Nếu mà tìm được cái danh tiếng cũng gian, vất vả gian nan như mò kim đáy biển. Đến chuyện Hàn Quốc 16 tháng 4, học sinh nghỉ mát trên chuyến phà đêm qua đảo Jeju dày đặc sương mù mới xảy ra tai nạn, khiến vụ chìm tàu chết người vô số. Đầu hè tháng 7 Trung Quốc buồn tình, ông Tập Cận Bình lo ăn cho mập. Ông đi kiếm chuyện với các láng giềng, đem những vàng khoan làm Biển Đông dậy sóng.
đường cong lưỡi bò từ trên lim xuống biển đảo Hoàng Sa Trường Sa kinh động hồ thiên sông núi dòng giống lạc hồng bảo vệ non sông thịt truyền gian vọng cái ông Tàu cộng ăn hiếp Việt Nam quên thảm bại xưa bạch đằng thủy chiến thế giới biết chuyện bài xích cộng Tàu Mỹ can thiệp vào anh Tàu rút lưỡi rút cái lưỡi cái mà rút lưỡi rút cái lưỡi. We'll be right back.